Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục là một clip nằm trong series về tổng hợp ngữ pháp để giúp các bạn có cách nhìn về việc học ngữ pháp tiếng Nhật một cách đơn giản và hiệu quả hơn. Thì ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp giúp các bạn 28 cách nói nhưng ở trong tiếng Nhật. Và đây sẽ là những ngữ pháp hoặc là những cái từ vựng mà nó trải đều xuyên suốt từ ngữ pháp của N5 lên đến tận N1. Và... Chị Thanh ơi, Gen Z bây giờ các bạn ấy không xem video dài thế này đâu. Đúng rồi đấy, ra đây quay top với nhiều người xem hơn. Nhưng mà clip này em lỡ chuẩn bị rồi, thôi cứ để em làm nhá. Làm nếu mà có các bạn mà có xem thì làm tiếp, còn không thì thôi. Thôi anh mình nghĩ đi ra đi. Ok. Ok, và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé mọi người nhé. Để các bạn có thể tiện theo dõi bài giảng ngày hôm nay thì mình đã chia 28 cách nói và từ vựng mang ý nghĩa nhưng này thành 6 nhóm khác nhau mọi người nhé. Trong đó nhóm đầu tiên sẽ là những cách nói nhưng căn bản nhất, gọi là Ippan tekina hyogen. Cách nói số 2 thì sẽ là một cách nói mà nó hơi mang tính chất là văn viết, tức là nó hơi trang trọng một chút này. Tiếp theo chúng ta có cách nói số 3, số 4 thì đây là những cách nói mà mang ý nghĩa nhưng trong những cái câu mà thể hiện ý nghĩa giả định. Cách số 5 thì sẽ là một nhóm những cái cách nói thể hiện mang ý nghĩa phủ định một phần. Và cuối cùng thì đây sẽ là tập hợp của những từ nối mang ý nghĩa nhưng trong tiếng Nhật. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với nhóm đầu tiên, cách nói nhưng căn bản nhất, Ippan tekina yakusetsu hyogen. Thì căn bản của căn bản nhất thì chắc là từ hồi N5 chúng ta đã bắt đầu ngay với cách nói này, đó là gì nhỉ? Nani nani ga. Ok, các bạn có nhớ không? Dễ rồi. Mainichi gokido hashite iru ga nakanaka yasenai. Nghĩa là gì nhỉ? Ngày nào tôi cũng gì nhỉ? Tôi cũng chạy 5 cây số liền, thế nhưng mà mãi mà không gì đấy, không gây đi được tí nào nhá. Thì đây cách nói căn bản nhất rồi. Thì thực tế thì cách nói này sẽ là một cách nói nó hơi cứng một chút và các bạn sẽ thấy là thường được dùng trong văn viết mọi người nha. Còn văn nói thì tất nhiên là văn nói chúng ta cũng sẽ dùng được và nam giới thì có thể sẽ dùng, nhưng mà nếu mà nữ giới mà chúng ta muốn cho câu văn nó nhẹ nhàng mềm mại hơn á thì chúng ta có thể sử dụng cái cách nói mà đây mình cũng sẽ giới thiệu luôn là cách nói số 2 trong những cái cách nói Ippan tekina này, đó là gì nhỉ? Keredomo, keredo và kedo. Ví dụ như sau: Kino wa ame ga futta keredomo undoukai o okonaimashita. Là gì nhỉ? Ngày hôm qua mặc dù là trời đã mưa, thế nhưng mà chúng tôi vẫn cứ tổ chức gì nhỉ? Một cuộc undoukai là một cái cuộc thi thể thao, đúng không nào? Đó nhá. Thì cách nói là keredomo, keredo và kedo này thì cũng giống như với ga mọi người ạ. Nhưng mà mình nói rồi, đó là đây sẽ là cách nói mà chúng ta thường được dùng trong văn nói nhiều hơn và giúp cho cái câu văn của chúng ta nó sẽ mềm mại, đỡ cứng nhắc hơn so với gà nhá. Và đặc biệt trong ba cách nói này thì cái cách nói là kedo là cách nói mà chúng ta sẽ thường gặp nhiều nhất mọi người ạ. Đúng không nào? Không biết là các bạn ở ngoài thực tế nói chuyện với người Nhật đã gặp bao giờ chưa? Gặp nhiều đúng không? Tiếp theo số 3 trong phần Ippan tekina này chúng ta sẽ có từ temo. Các bạn nghe thấy có vẻ temo chúng ta dịch là dù đúng không? Thế nhưng mà thực tế thì cái gọi là cái cách sử dụng khi mà trong cái ngữ pháp thì người ta vẫn chia cái cách nói temo này mang ý nghĩa là ngược, mang ý nghĩa là nhưng ấy mọi người. Thì cái temo này các bạn có thể sẽ dùng được với cả động từ này, với cả tính từ và chia ở thể te cộng với thêm mộ, đúng không nào? Thì ví dụ như là Kanojo ni message o okutemo nakanaka henji ga nai desu ne. Mặc dù chúng ta trong câu này chúng ta dịch là mặc dù đúng không nào? Mặc dù tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy rồi, thế nhưng mà mãi mà không thấy cô ấy gì nhỉ? Trả lời lại nhá. Ok chưa nào? Thì đó là temo, chúng ta mang ý nghĩa là mặc dù như vậy nhá. Cái này cũng là học từ hồi N5 N4 rồi phải không? Tiếp theo sau đó thì cũng là trong khoảng tầm N4 thì chúng ta sẽ học cái gì nhỉ mọi người nhỉ? Đó là cái gì mà cũng là mặc dù ấy nhỉ? Là gì nhỉ? Noni desu ne. Ví dụ như là kyou wa nichiyoubi nano ni shigoto ga arimasu. Thì với câu này mang ý nghĩa là gì đấy? Ngày hôm nay mặc dù là chủ nhật, thế mà lại có việc đấy đúng không? Vẫn có việc phải làm đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy cái cách nói về noni này thì các bạn sẽ thấy là trong cái sắc thái của câu văn á, ở cái đằng vế sau ấy, shigoto ga arimasu ne. Những cái câu mà có noni này thì cái câu văn nó sẽ có một chút cái cảm xúc phê phán, một chút cái cảm xúc hơi bất mãn đối với sự việc đó của người nói này. Đó, và có một cái lưu ý nhỏ, đó là đằng sau cái câu noni ở cái vế sau ấy, chúng ta sẽ thường không đi được với những cái câu mà thể hiện mệnh lệnh hay là ý chí. Được chưa nào? Và tiếp theo bước sang đến N3 thì các bạn cũng có thể gặp tiếp một cách nói mà cũng giống với noni này, đó là kuseni. Hình như ở trong cái bài ngữ pháp dạy về cách sử dụng, cách học ngữ pháp hiệu quả của mình hôm trước mình cũng nói về cái từ kuseni này rồi đúng không nào? Đây là một cái ngữ pháp của N3 nha mọi người nha. Ví dụ như sau: Anohito wa okanemochi no kuseni kechi da. Nghĩa là gì nhỉ? Cái người đó mặc dù rất là giàu thế nhưng mà kiệt lắm. Thì cái kuseni, trong cái câu văn mà sử dụng kuseni này thì nó sẽ chứa đựng một chút những cái cảm xúc hơi tiêu cực này, hay là phê phán chỉ trích đối phương này. Thì như cái clip trước mình đã nói rồi, đó là trong cái cách nói về kuseni này thì cái câu văn nó sẽ chứa đựng một chút cái cảm xúc hơi tiêu cực, hơi phê phán chỉ trích đối phương của người nói nha. Thì cái cách sử dụng như vậy, cái hàm ý, cái lớp ý nghĩa như vậy thì nó khá là giống với noni. Tuy nhiên trong cái cách nói về kuseni thì nó sẽ không chứa đựng cái cảm xúc mà hơi kiểu tiếc nuối, hơi gian nên là kimochi so với noni mọi người nhá. Và đặc biệt là trong kuseni này thì chủ ngữ sẽ thường là người khác không phải là mình, và nhớ là vế trước vế sau của kuseni thì bao giờ cũng sẽ là cùng một chủ ngữ mọi người nhá. Ok chưa? Thì đó, rất là nhanh gọn, các bạn có nghe kịp không? Đây là ngữ pháp rất là dễ, từ căn bản nhất rồi, từ N5 lên đến N3 đúng không? Có cả của N3 đúng không? Thì đây là những cái nhóm từ vựng, nhóm cái gọi là không phải nhóm từ vựng mà là nhóm ngữ pháp, nhóm cái cách dùng ngữ pháp mà mình thấy là nó mang ý nghĩa nhưng và thấy được dùng nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước sang nhóm số 2. Đây sẽ là nhóm gì nhỉ? Kakikotoba teki na yakusetsu hyogen desu ne. Là những cái cách nói mang ý nghĩa ngược mà hơi mang tính chất là văn viết, tức là gì nhỉ? Văn viết tức là nó sẽ thường được dùng trong những cái văn phong, các văn bản này, hay là những cái mang tính chất trang trọng một chút nhá. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nha. Thì trong phần này mình sẽ giới thiệu với các bạn, hoặc là không phải giới thiệu mà là gợi nhớ lại cho các bạn 4 cái cách nói nhá, 4 cách nói. Đầu tiên đó là nani nani nagara, hoặc là có thể thêm mo. Ví dụ như là kono kuni no hitobito wa mazushii nagara mo shiawase da. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Mọi người của cái quốc gia này thì mặc dù là rất là nghèo, thế nhưng mà trông lại có vẻ rất là gì nhỉ? Rất là hạnh phúc. Đó, thì các bạn ơi, cái cách nói nagaramo trong cái nhóm này các bạn nhớ cái ý đầu tiên, đó là thường dùng trong văn viết nhá, hoặc là dùng trong những cái văn cảnh mà nói, cũng có thể là nói rất là trang trọng như các bài phát biểu trước nhiều người này, nhớ chưa nào? Ok, và cái vế trước của cái nagara hoặc là nagaramo này thì nó sẽ thường là những cái biểu hiện ngữ pháp mà nó thể hiện về mặt trạng thái, ví dụ như là aru, iru hay là shiteiru hay là mazushi như trong cái câu văn vừa rồi nhá. Đấy, rồi thì đó là nagaramo hoặc là nagara. Các bạn có nhớ ra chưa? Rồi tiếp theo cũng là ý nghĩa mặc dù nhá. Chúng ta học ở N2 đi. Cái ngữ pháp từ nãy giờ đều ở N2 nhá. Bây giờ cũng ở N2 này, đó là nani nani ni mo kakawarazu nhá. Ano dansei idol wa scandaru ga atta ni mo kakawarazu josei fan ga takusan iru desu ne. Các bạn nghe được câu này nghĩa gì không? Cái gì nhỉ? Cái người idol, người nam đúng không? Cái nhân vật nam mà là idol đấy. Thì mặc dù là nhá, mặc dù là đã có một cái scandal đúng không? Một cái scandal đấy đúng không? Thế nhưng mà vẫn có rất là nhiều fan nữ. Đó, thì trong cái cách nói là ni mo kakawarazu này thì thực ra ấy, về cách sử dụng của nó sẽ giống với noni mọi người ạ. Đó, tuy nhiên thì trong bản thân cái câu văn mà dùng cái ni mo kakawarazu này thì nó sẽ không chứa đựng cái cảm giác phê phán, chỉ trích hay là tiếc nuối như kiểu noni mà mình vừa nói ở bên trên. Mà đơn giản cái câu văn với ni mo kakawarazu này thì nó chỉ đơn giản là thể hiện một cái sự thật khách quan nào đó thôi nhá. Sự khách quan nào đó thôi. Và nhớ này, nó thường hay dùng trong văn viết, và vế sau sẽ không đi với những cái câu mà thể hiện sự mệnh lệnh hay là ý chí gì cả nhá. Nên là các bạn nhìn thấy câu văn vừa nãy đúng không? Cũng đơn giản, chỉ là gì nhỉ? Thể hiện nói ra một cái sự thật gì đó đúng không? Cái anh ca sĩ hay anh diễn viên hay anh idol này đúng không? Anh gặp phải scandal rồi, thế nhưng mà anh vẫn có rất là nhiều fan nữ. Đơn giản cái câu kể lại sự thật thôi nhá. Đấy, đó là ni mo kakawarazu. Các bạn có nghe kịp không? Mọi người thường hay mắng mình là ở trong những clip này mình nói hơi nhanh đúng không? Nói hơi nhanh quá mọi người. Nhưng mà kiểu như là vì là những clip mang tính chất tổng hợp, thế nên là mình nghĩ cái tốc độ này là tốc độ vừa phải để cho những cái người mà muốn học theo cái kiểu ôn để tổng hợp. Còn các bạn nào mà mới học lần đầu thì các bạn có thể chỉnh clip về 0.75 cho mình nhá. Chứ còn lên trên clip này mà kiểu mang tính chất tổng hợp mà mình cứ các thứ thì nó cũng, các bạn rất là sốt ruột. đúng không? Nên là ok, nhưng mà đến đây thì mọi người nhớ ấn like để xem tiếp cho mình nhá. Ok. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cách sử dụng tiếp theo cũng là của N2 nha mọi người nhá. Đó là nani nani mono no. Ok, ví dụ Kanojo wa 10 nen ijo Nihon ni sunde iru mono no kantan na nihongo shika hanasenai. Câu này nghĩa gì nhỉ? Cô ấy mặc dù là đã sống ở Nhật hơn 10 năm rồi, thế nhưng mà cũng chỉ có thể nói được những cái tiếng Nhật rất là đơn giản thôi. Thì đây là một cách nói monono, cũng là mặc dù, cũng là nhưng mà gì nhỉ? Nhưng mà mình cũng nói rồi, nó nằm trong cái nhóm mà gì nhỉ? Là văn phong kiểu kakikotoba. Và thực ra cái cách nói monono này nó hơi mang tính chất là kiểu văn phong, nó hơi cổ một chút đấy mọi người nhá. Và trong cái cách nói này thì nó sẽ chứa đựng một chút cái cảm xúc hơi tiếc nuối, hơi hối hận của cái người nói khi mà đề cập đến cái vấn đề trong đấy. Đấy, đúng không nào? Hơi tiếc nuối một chút, ví dụ như cô ấy đúng không? Ôi giời ơi, đã sống ở Nhật 10 năm rồi thế mà chỉ có nói được những cái tiếng Nhật rất là đơn giản thôi, đúng không nào? Kantan na nihongo shika hanasenai. Ý, ok. Đấy. Và tiếp theo nhá, bay lên tận N1 nào. Nani nani ni yorazu. Các bạn đã gặp cái ngữ pháp này bao giờ chưa? Nào bây giờ bạn nào mà đang học N3, N2 thì chúng ta ôn luôn này, học qua kiểu này các bạn nhìn ngữ pháp thoáng cực kỳ luôn nhá. Ví dụ yorazu esne, ví dụ như là kare wa mikake ni yorazu amai mono o yoku taberu. Anh ấy thì bất chấp đúng không? Mặc kệ cái gì nhỉ? Mặc kệ cái ngoại hình nó ra làm sao thì rất là hay gì nhỉ? Rất là hay ăn đồ ngọt. Đó thì thực ra cái cách nói này nếu mà chúng ta dịch sang cái câu văn chính xác thì chúng ta sẽ dịch là bất chấp ấy. Tuy nhiên thì nó cũng thực ra về mặt cái ngữ pháp nó cũng có thể xếp được ở trong cái ý nghĩa là yakusetsu hyogen desu ne. Thì cái câu này mình sẽ hiểu rằng là gì nhỉ? Anh ấy bất chấp cái ngoại hình ra làm sao thì anh ấy vẫn rất là hay ăn đồ ngọt. Thì đó thì bản thân khi mà dùng cái cách nói bất chấp thì các bạn cũng sẽ có thể thấy rằng là gì nhỉ? Là cái ý nghĩa của nó sẽ như thế nào đúng không? Tức là mình không màng đến, mình mặc kệ cái đấy nó ra làm sao, mình không quan tâm nó làm sao, mình vẫn cứ thực hiện cái hành động này nhá. Thì đặc biệt với cái ngữ pháp là ni yorazu này thì nó sẽ thường hay đi kèm với những cái từ như là mikake như trong cái ví dụ vừa nãy mình cho nhá, hay là nende, seibetsu, hay là gì nhỉ, kekka ryu, bất chấp kết quả, hay là mặc kệ cái lý do nó ra làm sao thì vẫn cứ thế nào đó. Ok chưa nào? Thì đó là nhóm từ mang ý nghĩa nhưng, nhóm số 2 mọi người nhá. Ok. Đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau đi sang đến nhóm số 3 và nhóm số 4. Tại sao mình lại nói liền mạch hai cái nhóm này với nhau? Thì bởi vì đây sẽ là hai cái nhóm mà nó mang cái ý nghĩa yakusetsu hyogen, là cách nói ngược, mà nó mang ý nghĩa là trong cái trường hợp giả định thế nào đó. Tuy nhiên thì cái số 3 và số 4 cái sắc thái nó sẽ hơi khác nhau một chút nha. Bây giờ cụ thể cái đầu tiên này. Cái đầu tiên các bạn đi vào cái đầu tiên đơn giản nhất thôi, đó là cách nói nhưng mà trong những cái câu mà mang tính chất là giả định, dù thế nào đó, thế nhưng mà thế nào đó. Ví dụ như là gì nhỉ? Chúng ta có cái ngữ pháp đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Nani nani toshitemo. Ok, toshitemo thì ví dụ cái câu văn như sau nhá. Ashita kono you ga owatta toshitemo goukai wa shinai. Câu này nghĩa là gì đấy? Ngày mai dù thế gian có kết thúc đúng không? Dù thế giới này có kết thúc đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không thể hối hận nhá. Thì cái cách nói là nani nani toshitemo này là một cách nói mà đưa ra giả định và cái tính chất giả định của cái vế đằng trước cái từ toshitemo này thì nó sẽ rất là cao mọi người nhá. Ok, nó rất là cao, và nhất là trong những cái câu mà nó đi với thể gọi là thể tạ cộng với toshitemo này thì cái tính chất giả định nó rất là cao như vậy nhá. Tức là cái việc giả định nó sẽ khó có thể xảy ra, nhưng mà mình cứ giả định như vậy đúng không nào? Dù ngày mai thế nào đó, thế nhưng mà tôi cũng sẽ không thế nào đó. Ashita kono you ga owatta toshitemo goukai wa shinai desu ne. Ok. Đấy, đó là cái cách nói đầu tiên, toshitemo. Không nhầm thì đây là cách nói trong N2 nhá. Tiếp theo chúng ta cũng là một cách nói giả định, cũng hơi giống với toshitemo mà chúng ta cách nói nhẹ nhàng hơn một chút, đó là nishitemo. Ok, các bạn nghe bao giờ chưa? N2. Kono brand wa ninki ga aru ni shitemo hade sugite watashi ni wa niawanai. Câu này nghĩa gì nhỉ? Cái gì đấy? Cái brand này đúng không? Cái thương hiệu này dù nó rất là được yêu thích, thế nhưng mà nhìn nó quá là loè loẹt như thế nên là nó không phù hợp với tôi. Thì đây cũng là một cách nói đưa ra giả định. Giả sử cho ok rằng là gì nhỉ? Rằng là cái thương hiệu này nó có được rất là yêu thích đi chăng nữa đúng không nào? Thì cũng là một cái cách nói đưa ra giả định, nhưng mà cái khả năng xảy ra của cái vế giả định trong cái cách nói nishitemo này thì nó sẽ có thể xảy ra cao hơn so với toshitemo này mọi người nhá. Và trong cái câu nói này ấy, thì nó sẽ hơi có cái cảm có cái nuances nó là cái gì nhỉ? Dù là trong trường hợp này đi chăng nữa thì cái trường hợp này là cái trường hợp có thể là bản thân tôi mặc dù là không muốn chấp nhận, đúng không? Không muốn thừa nhận này chăng nữa, thế nhưng mà dẫu là trong cái trường hợp đấy đi chăng nữa thì thế nào đó nhá. Đó thì nó hơi giống với toshitemo, nhưng mà cái cách nói, gọi là cái ý giả định của nó thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó có cái tính khả năng xảy ra cao hơn. Ok, và tiếp theo trong nhóm này chúng ta sẽ còn hai ngữ pháp nữa hơi giống nhau một chút nhá, đó là niseo và nishido. Đây là hai ngữ pháp ở trong N2 và N1 phải không nào mọi người? Ví dụ một ngữ pháp đầu tiên đi. Ngữ pháp đầu tiên là gì nhỉ? Niseo. Shigoto ga isogashii niseo. Henshin kurai wa dekiru darou. Nghĩa là gì nhỉ? Dù công việc có bận đi chăng nữa thế nhưng mà cái việc gì nhỉ? Trả lời lại thì cũng có thể làm được, đúng không? Đó thì thực ra cách nói này các bạn có thể thay thế bằng cách nói là nishitemo ở bên trên, và cái sắc thái câu văn nó sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Dù cậu có bận, đúng không? Trong câu này dù có bận hay không bận, ý như vậy đúng không? Thì gì đấy nhỉ? Trả lời thì cũng phải trả lời được chứ, đúng không? Thì mình sẽ hiểu cái cách sử dụng của nó là gì đấy. Dù cái vế trước có xảy ra hay không xảy ra thì cái vế sau nó cũng sẽ phải xảy ra này, cũng sẽ nên như thế và phải làm được như thế nhá. Đó là cái ngữ pháp đầu tiên là niseo, ngữ pháp số 3 đúng không mọi người? Và mình vừa nói rồi, đó là gần giống với nó chúng ta có nishido. Nishido này thì về căn bản nó sẽ giống với cả niseo ở bên trên, nhưng mà đây sẽ là cách nói mà nó hơi cổ hơn một chút, và chính vì vậy mà cái sắc thái câu văn á, khi mà nói lên nó cũng sẽ hơi cứng nhắc hơn, và như vậy thì nó sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn cái ý rằng là gì nhỉ? Dù cái vế trước nó có thế nào chăng nữa thì cái vế sau chắc chắn là nó cũng sẽ phải như thế. Ok, ví dụ như là donna riyū ga aru ni shiro kaigi ni chikoku shite wa naranai. Các bạn nghe câu văn nó cũng sắc thái mạnh mẽ hơn đúng không? Đúng không? Dù là có lý do gì đi chăng nữa đúng không? Thế nhưng mà thì làm sao nhỉ? Thế nhưng mà cũng phải gì nhỉ? Cũng không được chứ, đúng không mọi người? Cũng không được gì nhỉ? Không được đến muộn cuộc họp. Đó nhá. Thì như vậy chúng ta sẽ có 4 cái cách nói hàm ý nhưng ở trong cái gì đấy, ở trong cái câu mà đưa ra cái ý giả định dù thế nào thì đó, thế nhưng mà thế nào đó. Vậy thì tiếp theo chúng ta vẫn có một cái nhóm số 4 là nhóm là gì nhỉ? Giả sử là trong trường hợp thế nào thì nó đi chăng nữa, thế nhưng mà cái vế sau của chúng ta ấy, nó sẽ mang ý nghĩa là giả sử là như vậy chăng nữa, thế nhưng mà cũng murida, cũng vô nghĩa, cũng không có nghĩa lý gì cả, cũng chẳng có cái ích gì cả. Đó, thế thì với cái câu này, với cái ý nghĩa này, các bạn nghe kỹ một chút thì các bạn sẽ có thể thấy cho mình nhé, cái ví dụ hay cái sắc thái của nó sẽ hơi khác ở bên trên một chút. Ví dụ như chúng ta cũng có cái cách nói đầu tiên của trong cái nhóm này sẽ là temot mọi người ạ. Nó sẽ không chỉ dịch đơn thuần là nhưng nữa, nhưng mà trong cái câu này kiểu gì thì kiểu cái vế sau của nó cũng sẽ theo cái ý rằng là gì nhỉ? Murida. Ví dụ như kanji o oboete mo tsugi no hi ni wa sugu wasurete shimau. Nghĩa gì nhỉ? Dù mình còn nhớ chữ Hán hay chăng nữa nhưng mà ngày hôm sau mình cũng gì nhỉ? Mình cũng quên mất. Đó thì trong cái câu này chúng ta có thể dịch là dù một cách rõ ràng hơn, còn cái ở cái nhóm 1 mình dịch là nhưng, đúng không nào? Thì các bạn nhớ này, dù thế nào đó thế nhưng mà về sau sẽ thường là thể hiện cái ý là gì nhỉ? Không có ý nghĩa gì cả. Mới đi đại snap. Dù có nhớ chữ Hán nhưng mà ngày hôm sau cũng chả nhớ gì cả, cũng quên luôn, đúng không nào? Hay là gì nhỉ? Mogambatte hataraitemo kyūryō wa fuenai. Là gì nhỉ? Dù mình có làm việc cố gắng hết chăng nữa thế nhưng mà lương nó chẳng tăng gì cả. Ok chưa? Và trong cái cách nói này, nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh thêm một chút thì các bạn có thể dùng những cái phó từ như là ikura hay là donna ni. Kono mondai wa ikura kangaetemo wakaranai. Câu này là gì nhỉ? Cái vấn đề này dù gì nhỉ? Dù có suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào mà hiểu được. Thì trong cái cách nói này, trong cái cách nói mà giả định và cái vế sau là thể hiện cái từ murida, cái vấn đề nó không được giải quyết á, thì các bạn có thể thêm cho mình là gì nhỉ? Nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh thêm thì các bạn dùng những cái phó từ như là ikura hay là donna ni. Ok chưa nào? Đó là temo. Ok, và cùng với temo, có thể temo chúng ta sẽ cứ dùng trong văn viết chẳng hạn, hoặc là văn nói chung cũng được, nhưng mà trong văn nói hàng ngày của người Nhật thì các bạn học rồi đúng không nào? Đó là ở trong chương trình N3 chúng ta có học một cách nói là tatte, nó sẽ bằng với temo, được chưa nào? Nhưng mà nó là cái văn nói, chính là văn nói của temo trong cái câu vừa rồi. Ví dụ như là ima kara mainichi benkyou shitatte N1 ni ugokaku dekiru to wa omoenai. Dù là gì nhỉ? Từ ngày hôm nay, ngày nào cũng học hành đi chăng nữa nhưng mà tớ cũng không nghĩ rằng cậu có thể gì nhỉ? Đỗ được N1 đâu, đúng không nào? Thì cái cách nói này nhá, thực ra nó cách nói thông thường, gọi là cách nói văn nói hàng ngày. T trong văn nói hàng ngày dùng rất nhiều đúng không? Dùng thay cho tế mộ ở trong trường hợp này mọi người nhá. Ok chưa? Rồi, đó là hai cách nói ở trong cái ý nghĩa rằng là gì nhỉ? Giả sử thế nào đó thì đằng sau cũng không có nghĩa lý gì cả đúng không? Thì chúng ta còn một cách nói trong phần này nữa, đó là ta tokoro de. Các bạn nghe bao giờ chưa nhỉ? Hình như đây của N2 mọi người ạ. Cũng là dù thế nào đó, thế nhưng mà về sau nó sẽ thường đi với những cái kết quả mà mình không mong đợi nha, cái kết quả mà lẽ ra khi mà mình làm cái thì mình mong đợi nó phải như thế này đúng không? Thế nhưng mà cái về sau nó sẽ thường là cái ý là gì nhỉ? Dù làm rồi thế nhưng mà cuối cùng cái kết quả nó không được như mong đợi. Và như vậy thì cái vế sau ấy nó sẽ thường đi với kiểu gọi là thầy phú định này, hay là những cái câu mà nó thể hiện cái ý tiêu cực này, hoặc là ý nghĩa phủ định. Ví dụ như là kanojo ni kokuhaku shita tokoro de dose furareru daro. Câu này có nghĩa là gì đấy? Dù mình có tỏ tình với cô ấy đi chăng nữa đúng không? Thế nhưng mà đằng nào mà chả bị đá. Ok. Và cũng giống với temo ở bên trên, nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh hơn cái câu này thì các bạn cũng có thể thêm cái phó từ ở đầu câu, ví dụ là ikura hay là donnani. Ok chưa nào? Ikura chui shita tokoro de kare wa tabako yamenai daro. Câu này nghĩa gì nhỉ? Dù mình có nhắc nhở anh ấy bao nhiêu chăng nữa nhưng mà anh ấy cũng không gì nhỉ? Cũng không bỏ thuốc lá đâu, đúng không nào? Đó, thì các bạn muốn nhấn mạnh cái sắc thái của câu văn thì các bạn có thể thêm cái ikura hoặc là donnani nhá. Thì đây, trong cái nhóm số mấy nhỉ? Nhóm số 4 của chúng ta đúng không? Giả định trong một trường hợp nào đó, thế nhưng mà về sau nó cuối cùng thì vẫn là ở trong một cái kết cục là không có nghĩa lý gì cả, không thể thực hiện được hay không giải quyết được vấn đề gì đó nhá. Thì đây cũng là một cách nói mà gì nhỉ? Mang ý nghĩa là ngược lại với nhau. Ok, gần hết rồi, chúng ta cùng nhau đi tiếp nhá. Tiếp theo nhóm số 5 thì mình sẽ xếp cái nhóm này vào trong những cái cách nói mà nó mang ý nghĩa là nó phủ định một phần nào đó nhá. Thì phủ định một phần này thì sẽ là cái cách nói mà các bạn thường gặp ở trong tầm N3 trở lên nhá. Đầu tiên chúng ta có từ toitemo ne. Nihongo ga hanaseru toitemo kantan na aisatsu dake desu yo. Câu này nghĩa gì nhỉ? Dù nói là tôi có thể nói là tiếng Nhật đấy, thế nhưng mà cũng chỉ là những cái câu chào hỏi bình thường thôi. Đó, thì câu này mình sẽ hiểu rằng là gì nhỉ? Dù nói là thế nào đó, thế nhưng mà trên thực tế rằng là cái mà mình đạt được nó chỉ là một phần của cái kia thôi. Thế nên là nó mới nằm ở trong cái nhóm là phủ định một phần đấy, hoặc là phủ định một phần hoặc là chấp nhận một phần thôi. Tức là gì nhỉ? Ví dụ khi mà nói rằng là Nihongo ga hanaseru desu ne, tôi có thể nói tiếng Nhật. Thế nhưng mà cái về sau mình sẽ hiểu rằng là gì nhỉ? Bình thường mình nói là, tức là nói mà gì nhỉ? Tôi có thể nói được tiếng Nhật thì chúng ta hình dung là nói rất nhiều thứ đúng không? Nhưng mà đằng sau mình sẽ đưa ra một cái gọi là đính chính xác thì đúng là chính xác thì những cái mà mình có thể làm được nó chỉ là một phần trong cái gì nhỉ? Trong cái mà chúng ta có thể hình dung được khi mà nhắc về trước thôi nhá. Nên là gì nhỉ? Nihongo ga hanaseru toitemo kantan na aisatsu dake desu yo. Ok chưa nào? Đó nhá, mình cứ hiểu đơn giản là vế sau thường đưa ra một cái đính chính nào đó. Và cái đính chính này thì thường nó sẽ chỉ đạt được khoảng độ một phần của cái mà chúng ta thường hay hình dung khi nói về vế trước thôi nhá. Ok chưa nào? Nói như vậy các bạn quá là dễ hiểu rồi phải không? Tiếp tục nhá. Sau cái cách nói này thì chúng ta có toaie nè. Toaie này thì nó gần giống với cả toitemo. Tuy nhiên toaie này thì nó sẽ là cách nói cứng hơn và các bạn sẽ thường thấy là gặp trong văn viết hoặc là những cái bamen, những cái văn cảnh mà nó trang trọng lịch sự nhá. Ví dụ như là gì nhỉ? Có mấy câu như là gì đấy? Undo wa karada ni ioi toaie yarisugi wa yokunai desu ne. Nghĩa là gì nhỉ? Tất nhiên là gì nhỉ? Cái vận động thì nó dù nói là nó rất tốt cho cơ thể, thế nhưng mà làm quá nhiều đúng không? Thực hiện quá nhiều thì nó cũng sẽ không tốt đúng không? Mình làm nó ở mức quá nhiều thì cũng không tốt đâu. Đó, thì các bạn cứ nhớ cho mình là toitemo và toaie thì cái sắc thái câu văn nó gần giống nhau, chỉ có cách sử dụng của nó sẽ ví dụ toaie thì nó sẽ nói hơi văn viết một chút nhá, cứng hơn một chút. Rồi, tiếp theo quay trở lại tầm N3 đi. Các bạn sẽ có thể gặp một cách nói là kara toite hoặc là karate, tức là có hai cách nói nhá. Một là kara toite, đấy là kiểu trong văn viết hoặc là thông thường cũng dùng được, còn nếu mà muốn nói ngắn hơn trong văn nói hàng ngày chúng ta có là karate. Karate. Rồi, ví dụ Daigaku o deta kara toite shiawase ni nareru wake dewa nai. Các bạn có thấy quen thuộc cái này không? Đây là một cách nói mà nó sẽ được dùng rất là nhiều ở trong những cái câu mà nó thể hiện cái ngữ pháp mà phủ định một phần đấy mọi người. Đó là gì nhỉ? Hai cái mẫu ngữ pháp mà chúng ta rất là hay gặp đó là wakedewanai hoặc là towakagiranai. Dù nói là tôi đã tốt nghiệp trường đại học tốt thì chăng nữa, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là sẽ có thể trở nên hạnh phúc nhá, không có thể trở nên hạnh phúc. Đó thì đây là một cách nói mà thường dùng trong những cái câu mà đưa ra những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của người nói. Dù nói là vì thế này chăng nữa, thế nhưng mà không có nghĩa là, không nhất thiết, không chắc chắn là nó sẽ dẫn đến một kết quả đằng sau đó nhá. Thì đây là một cách nói mà trong cái cách nói mà phủ định một phần rất là hay dùng với cái đuôi câu là wakedewanai hoặc là towakagiranai. Và trong nhóm này chúng ta sẽ còn hai cách nói nữa. Trước tiên sẽ là toiedomo. Đây cách nói của tầm N2, N1 gì đó. Thì đây là một cách nói rất là cứng mọi người nhé. Thường chúng ta sẽ chỉ thấy là nó gặp ở trong văn viết thôi. Đó, và thực tế thì nếu mà trong văn nói thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn thay bằng cái là gì nhỉ? Keredomo. Đó, ví dụ như là gì đấy? Sensei toiedomo wakaranai koto wa aru. Con này nghĩa gì nhỉ? Mặc dù nói là giáo viên đấy, thế nhưng mà cũng có những cái mà người ta không biết. Đó thì các bạn để cho mình nhé, đó là trước toiedomo này thì nó sẽ thường đi với những cái danh từ mà thể hiện một cái vai trò, một cái vị trí nào đó. Ví dụ trong trường hợp này là mặc dù trong cái vai trò là một giáo viên đi chăng nữa. Và tiếp theo là cái vế sau của nó sẽ thường là những cái nội dung mà nó khác với những gì mà chúng ta thường hay hình dung về cái người hay là cái vị trí hay là những cái thứ mà được nhắc đến ở vế trước. Đúng là bình thường chúng ta hay nghĩ là gì nhỉ? À, giáo viên là cái gì cũng phải biết đúng không? Thế nhưng mà cái vế sau thì đấy, à không phải đâu. Dù nói là giáo viên thật đấy, thế nhưng mà gì nhỉ? Cũng có những cái thứ mà người ta không biết. Thì đây là cách sử dụng của toiedomo ở trong văn biết thì chúng ta hay dùng như vậy. Còn văn nói các bạn cứ dùng keredomo thôi nhá. Ok. Đấy, và cách nói cuối cùng ở trong nhóm này chúng ta có nani nani to wa iu mono no. Ok. Thì một cái ví dụ như sau nhá. Sakura ga saita to wa iu mono no mankai ni naru ni wa sujitsu kakarisou da. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Mặc dù bảo là gì nhỉ? Hoa anh đào đã nở rồi đấy, thế nhưng mà thực tế rằng là gì nhỉ? Để mà có thể nở được hết á, mankai ni naru là nở hết, nở bung hết tất cả các nụ ạ, thì cũng sẽ phải mất đến vài ngày cơ. Thì cái cách sử dụng của cái toa iu monono này thì các bạn sẽ thấy là cái vế trước á, khi mà người ta nhắc đến thì người ta sẽ thường hay nghĩ như thế này. Đúng nào, ví dụ à hoa anh đào nở rồi thì chúng ta sẽ nghĩ ngay là gì nhỉ? À chắc là cây hoa. Từ khi mà mình nói hoa nở đúng không, thì mình sẽ nghĩ là hoa là hình dung luôn trong đầu là hoa nở hết rồi đúng không? Thế nhưng mà trên thực tế thì trong trường hợp của cái loài hoa anh đào này thì để mà nở được hết thì nó sẽ phải mất đến vài ngày cơ. Thì cách sử dụng của nó các bạn nhớ cho mình nhá. Thông thường thì có thể người ta sẽ thường hay nghĩ vậy, hay nhìn thấy như vậy. Thế nhưng mà trên thực tế rằng là gì nhỉ? Trên thực tế thì nó không phải như vậy đâu. Thì đó là nhóm số 5 của chúng ta, là những cách nói nhưng sử dụng trong những cái câu mà mang tính chất là phủ định một phần, hay nói ngược lại gì nhỉ? Chúng ta chỉ chấp nhận cái nội dung nó đúng ở trong một cái khía cạnh nào đó thôi nhá. Đấy, và cuối cùng rất là dễ hết rồi mọi người ơi. Mình tổng hợp lại nhanh cho các bạn luôn về cái nhóm mà mình đặt ở cuối cùng đây, đó là những cái nhóm từ nối mang ý nghĩa nhưng. Thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi. Shikashi, đây là cách nói mà sử dụng rộng rãi nhất cả trong văn viết lẫn cả trong văn nói. Nhưng mà trong văn nói thì nó sẽ kiểu hơi trang trọng một chút thôi mọi người. Và nếu mà trong văn nói thì chúng ta sẽ dùng cái vế ở đằng sau, hoặc là những cái cách mà mình giới thiệu ở đằng sau, ví dụ như là keredomo, dakedo hay là kedo. Thì gọi là cái từ nối, tức là nó sẽ nối hai cái vế câu với nhau đúng không? Ví dụ như shikashi đi. Natsuyasumi wa nagai desu. Chấm này. Shikashi haruyasumi wa mijikai desu. Trong các bạn ở bên Nhật đúng không, sẽ thấy là gì nhỉ? À, nghỉ hè của Nhật thì rất là dài. Thế nhưng mà đúng không? Hai câu nghỉ xuân thì rất là ngắn. Đó nhá. Thế còn nếu mà trong văn nói mà muốn dùng nhẹ nhàng hơn thì các bạn dùng keredomo, dakedo hay là kedo thôi. Ví dụ Nihongo wa muzukashi desu. Chấm này. Kedo omoshiroi desu. Câu này dễ đúng không? Hay là cũng là một cách nói mà nó cũng mang ý nghĩa ngược lại như vậy, cũng ngắt câu ra, cũng là từ nối đúng không? Chúng ta có desu ga, hoặc là gọi là văn nói thì sẽ là daga. Thì cái cách nói desu ga này nó rất là lịch sự mà vẫn rất là nhẹ nhàng, nó không cứng nhắc như kiểu shikashi nhá. Ví dụ như là kanojo no nihongo wa jouzu desu, desu ga intonation ga sukoshi okashi desu. Đó, Tiếng Nhật của cô ấy rất là hay, thế nhưng mà cái intonation của SNES nó vẫn hơi có một chút, nó kỳ quặc một chút, đúng không nào? Thì cái cách nói với Desuga này nó vẫn rất là lịch sự, mà vẫn cái câu văn diễn giải nó sẽ rất là mềm mại, nó không bị cứng như kiểu Shikashi. Thì cùng với Desuga này, nếu mà trong văn viết thì các bạn sẽ dùng daga cho mình nhá. Ví dụ như là shiai ni wa katenakatta daga ii keikei ni natta là gì nhỉ? Mặc dù tôi đã không thể thắng ở trong trận đấu, thế nhưng mà tôi đã có được một kinh nghiệm rất là tuyệt vời chẳng hạn. Ok chưa? Rồi, tiếp theo thì rồi những cái từ rất là quen thuộc đó là demo. Các bạn gặp rồi đúng không? Ví dụ ashita kara sandenkyou da chấm đúng không? Demo doko ni mo ikuyote ga nai. Từ ngày mai là gì nhỉ? Là nghỉ liền 3 ngày đúng không? Thế nhưng mà tôi chẳng có cái dự định gì đi ra ngoài cả đúng không? Demo thì gặp rất là quen thuộc rồi đúng không nào? Cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái từ mà có thể là nằm trong N1 đi, N1 và N2 nhá. Đầu tiên là cái từ nằm trong N1 nhá, đó là từ motomo. Bình thường chúng ta gặp cái từ motomo là nhất rồi đúng không? Tuy nhiên có một cái từ motomo mà không viết ở chữ Hán mà chúng ta sẽ thường viết ở dạng hiragana thôi, mà cũng mang ý nghĩa là nhưng. Ví dụ như là rainen wa nihon e ikou to omotte imasu. Motomo visa ga torereba no hanashi desu ga. Câu này nghĩa gì nhỉ? Tôi định là năm sau sẽ đi Nhật Bản đấy. Thế nhưng mà đó sẽ là cái câu chuyện nếu như mà tôi gì nhỉ? Tôi có được visa. Thì các bạn có một cái đặc điểm cho mình trong cái cách nói với cái từ motomo này nhá mọi người nhá. Đó là cái đuôi câu của cái câu mà motomo này bao giờ nó cũng sẽ đi với ga như trong ví dụ mình đưa ra nhá, và nó cũng mang ý nghĩa là nhưng như vậy. Đó thì đây thường là cách nói mà nó sẽ nằm ở trong những cái câu mà kể về những cái câu chuyện mang tính mang tính cá nhân một chút, hay đưa ra những cái câu chuyện, những cái ý kiến mang tính chủ quan nhá. Ok, và cuối cùng là một cái từ vựng mà các bạn rất là hay gặp trong những cái bài đọc hiểu tầm N2, N3 đây, mà các thầy cô hay nói là gì nhỉ? Sau câu này sẽ thường là đưa ra ý kiến chủ quan của người nói và đưa ra những cái nhấn mạnh, những cái điều mà người ta muốn nói đến nhất đúng không? Đó là tadashi. Tanaka-san wa shinsetsu de omoshiroi hito desu. Tadashi okoru to kowai desu. Anh Tanaka thì là một người rất là thú vị và thân thiện, tốt bụng đúng không? Thế nhưng mà tức lên là cũng sợ đấy. Đó thì sau cái tadashi này thì sẽ đưa ra một cách nói mà người ta muốn nhấn mạnh, muốn nói đến nhất. Đó nhá. Thì đây là tadashi, cũng trong cái ý nghĩa mà mang ý nghĩa là chúng ta sẽ dịch là nhưng như vậy. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 28 cách nói ngữ pháp hoặc là những cái từ nối mang ý nghĩa nhưng ở trong tiếng Nhật, và đây là những cái cách nói mà căn bản nhất là mình có thể gặp được và trong xuyên suốt cái chương trình chúng ta học từ N5 lên đến N1. Và hy vọng bằng cái cách tổng kết lại như thế này, lại một clip hơi bị dài đúng không? Nói chung là cứ tổng hợp là sẽ bị dài, nhưng mà hy vọng các bạn kiên nhẫn xem đến cuối cùng nhá. Và hy vọng là một cái clip như thế này thì có thể giúp các bạn tổng hợp lại nhanh được đúng không? Và hình dung, mường tượng nhanh được rằng là ngữ pháp tiếng Nhật thực ra nó không quá khó như vậy đúng không? Ngày xưa mình học đúng không? Hôm nay nhưng, ngày mai lại nhưng, ngày kia lại nhưng, sao mà lắm nhưng thế đúng không? Thế nhưng mà chúng ta tổng hợp thì sẽ ra như vậy đấy mọi người nhá. Và hy vọng là đây sẽ một clip mà nó bổ ích cho mọi người, và các bạn đừng quên like và comment, để lại cho mình một chút dòng comment động viên hoặc là chia sẻ với nhau để chúng ta lại cùng nhau cố gắng tiếp ở trong những clip tiếp theo và trong cả hành trình học tiếng Nhật nhá. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo nhá. Minasan o tsukare sama desu. Bye bye.